Sáng nay, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản, Chi hội Đà Nẵng tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng năm 2020. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Hội nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật và giải đáp các vướng mắc khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, sinh sống tại Đà Nẵng, nhất là các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giao thông, quản lý cư trú cho người nước ngoài, quản lý lao động, các quy định cách ly cho chuyên gia và thân nhân khi nhập cảnh vào Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, cũng như các chính sách khác có liên quan. Chính quyền thành phố Đà Nẵng xác định tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ cho các nhà đầu tư tại chỗ, doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại thành phố, cũng như đồng hành giải quyết các thủ tục hành chính là công việc thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố trong thời gian đến.